Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ADG Gaming. Và hôm nay mình sẽ cùng với bạn tiếp tục với tựa game mô phỏng lái xe ETS 2 này. Và trước mắt các bạn đây là những chiếc xe khách mà hôm nay mình sẽ cùng với team của mình trải nghiệm cung đường từ thành phố Đồng Hới đi vào thành phố Đà Nẵng nha các bạn. Hôm bữa trước thì mình đã trải nghiệm cái chiếc Haco Universe. Tại vì cái phần đầu xe mình thấy nó khá là giống con Haco á, nhưng mà mình cũng không biết gọi đúng nó là cái gì. Con đó thì để coi, mình nhớ là vô lăng logo Hyundai, Hyundai Universe. Còn con hôm nay thì cũng là Hyundai Universe, nhưng mà là Universe X Express các bạn. Tại vì mấy cái đời xe khách, mấy cái dòng xe khách mình không có rành lắm, cho nên nếu mà có sai sót thì các bạn thông cảm, các bạn bỏ qua giúp mình ha. Xe của mình là cái chiếc màu trắng đầu tiên này. Và phía sau này thì cũng có khá là nhiều xe phiên bản ghế ngồi thì để mình review một cách. Thì đây là xe của mình, biển 43 nè. Đây là xe quà, thì con này là con Hyundai Universe mà hôm bữa mình chạy các bạn. Cái phần đầu nó giống con Haco ghê, mình cũng không biết gọi lần sau, nhưng mà thôi cứ gọi là Universe đời mới đi. Xe quà thì hôm nay cũng chở khách tháng 7 nha các bạn. Xe trống trơn rồi mà xe nhiều ghế ghê luôn. Ê, tính ra nhìn cái dàn ghế bên này với lại nhìn cái dàn bên mình, nhìn dàn bên mình nó sang hơn nhiều. Các bạn thấy không, ghế đỏ nè nó sao ghế đỏ nó kỳ vậy? Anh trai, nhìn mặt hơi bị okay. Bên này người ta lót sàn gỗ nhưng mà ghế nhìn không có được êm, nhìn ghế nó cứng quá các bạn. Mà chở khách tháng 7 cho nên là chắc khách cũng không có phàn nàn đâu. Và kế bên quà thì xe của Dev, thì con này là xe giường nằm nha các bạn. Đây con này là Haco giường nằm phiên bản 24 phòng VIP đúng không? Đúng rồi. Ê, hôm nào anh book chở anh đi thử. Ê, tính ra cái này là cái này giống như là nó là một ghế ha. Lúc mình nhìn mình tưởng nó là ghế đôi không á các bạn, mà là một ghế ha. Tính ra ở trên trần có cái kiểu thiết kế giống như là trong mấy cái quán karaoke vậy á. Giống không anh? Không khác gì luôn á. Rồi, và bên này thì mình có xe của Dũng. Thì con này giống như con hôm bữa thôi, không khác lắm, cũng có khách. Ê, cái ghế bên trong xe Dũng khác nè, ghế này nhìn phèn quá à. Mình đó vô bên trong xe Dũng coi cái ghế hơi bị phèn luôn. cái ghế nó phèn lắm luôn á. Nó phèn thiệt luôn á. Rồi, bên này thì có cặp đôi Cù với Ngáo. Thì lý do mà Cù đứng đèn mình là tại vì nguyên team mình ai cũng chơi xe xấu quá, không muốn đứng các bạn. Xe này cũng 24 phòng VIP. Con này cũng hai cô giường nằm. Tuy nhiên thì Cù đang để cái màu xanh lá cùng với cái cặp mâm. Mình không biết. Phải kệ đi. Cuối cùng đây có Ngáo. Thì con này cũng là, con này là Thaco các bạn. Thaco TB120S. Nói chung tùm lum hết trơn á. Thaco nào, Hyundai nào, rồi Universe, Universe X, Noble, Express, tùm lum hết. Nói chung là về mấy cái này mình chịu nha. Tại vì có xe lắp ráp ở đây, có xe nhập từ Hàn, rồi tùm lum hết trơn. Một cục, hai cục, ba cục gì đó mình không hiểu, cho nên là thôi kệ đi. Đây xe Ngáo y chang xe mình không khác gì. Và cuối cùng mình có Blue bên này. Thì con này là con Hyundai Universe mà bữa mình đi á các bạn. Lý do mà Blue đậu đây là tại vì Blue chơi xe cũ xấu quá. Nó không xấu quá, không dám đứng gần. Ở giờ tính ra là Blue với lại Dép Quà với lại Cù là đời mới, còn mình Dũng Ngáo là đời cũ bạn. Nhưng mà tôi mới có nhân cách bạn. Xe Blue y chang cấu hình bữa xe mình các bạn, để coi 36 khách hơn. 36 khách ghế VIP đúng không? Đây có cái màu nhìn cực ấy, có cái hình con trâu rồi, đã vậy đù độ bô luôn. Xe khách bốn bô các bạn. Ok xe khách bốn bô. Còn mấy khước này mình đi soi coi. Này độ bô nè, này cũng độ bô nè. Mấy thằng trẻ trâu này, đây là cái đuôi xe mình. Universe Noble nha các bạn. Nhưng mà bên hông mình thấy có chữ Universe Express Noble. Nói về bên trong nội thất xe của mình thì nó đang hơi tối, các bạn thông cảm ha. Mình có một cái vô lăng Hyundai Universe. Cái đồng hồ với lại này kia thì giống như cũ thôi, tốc độ. Và mình có một cái camera ở trên góc góc bên trái ghế tài của mình các bạn. Ngoài ra thì cái dòng này, cái gương nằm đây ha, nó hơi khó nhìn xíu. Có thể chỉnh gương so với trước, nhưng mà theo như mình tìm hiểu Google thì cái gương con này nó nằm đây thì nó đúng. Ê các bạn, cái gương phía dưới cuối nó bị lệch đó các bạn. Nhìn cái xe nhanh, xe quà nó bị kéo, nó bị lệch xuống miếng à. Nhìn nó kỳ kỳ. Ngoài ra thì xe mình có tượng Phật, có trái cây. Mình đòi là dây trái cây rồi các bạn. Rồi mấy cái đồ linh tinh lơ xe. Và có khách xe mình đang là 47 ghế các bạn. 47 ghế là gần như là full khách luôn á. Hôm nay là mình chở là full khách luôn. Đó, đã không? Phía trên này mình cũng có cái chi tiết, nhưng mà nó không có giống karaoke lắm. Nói chung cũng được. Ở đây là mình có cái cửa nóc mà mở ra được các bạn. Không biết. Ở phía trên để đồ, TV. Rồi ok. Lên đường nè các bạn. Tại vì xe mình nó cũng đơn giản, không có gì review lắm. Get go.
Rồi bây giờ mình sẽ đóng cửa vô. Đó. Rồi đi. Ông lấy ba trái bơm với hai trái lê của tôi đúng không? Không, không lấy đâu. Ủa? Sẽ các bạn thấy có cái camera nó xịn không? Ê mấy thằng kia đóng cửa vô mày. À quên. Chạy xe bằng vậy đó coi được không? Ở đây là chỗ mà hôm bữa tụi mình dừng chân tá túc mà giờ tụi mình đổi xe đi tiếp. Ê con kia mới quá đô mày. Này nó là con màu xanh cái bên nè. Châu vàng à. Ủa cái cam này là cái cam bên gốc. Ủa nó là cam bên gốc nào ta? Bên gốc trái. Góc trái hả? Sao nhìn anh nhìn như góc phải vậy? Ui, ui. Ê mà cái cam nó bị lát quá. Cái cam có lúc nó hiển, có lúc hiển thị, lúc nó không hiển thị. Cam lỏ. Cam lỏ. Rồi, tôi thấy bạn mới tông. Tôi thấy bạn mới tông xe. Tông đâu? Nó tông tôi á. Gì anh? Thấy không? Ừ. Ông xin tôi. Đi luôn. Trong xe này nó êm dữ vậy. Ờ, có mấy xe êm lắm bạn ơi. Chạy điện hả? Không, điện đâu điện. Gì anh ngáo? Kẹt xe rồi. Ơi bạn. Kẹt xe. Nhường thì mình thấy mình từ xa mình phải nhường mình miếng chứ bạn. Rồi tới không chịu rồi, mày có mày không báo tao. Ủa? Anh em bạn bè chạy xe vậy đó. Ủa mày không thấy hả? Trời ơi, hủ ơi là hủ. Hôm chạy nay xe mình không phải là xe VIP nữa các bạn, không có chở khách VIP nữa. Nên là cái gì vậy? À Dũng mày ơi, em đừng có đậu Dũng ơi, chạy đi Dũng. Không có còn chở khách VIP cho nên là mình sẽ chạy nó hơi hổ báo hơn xíu. Bữa chạy hơi hiền quá các bạn. Chạy hiền quá, có mấy bạn kêu mình chạy sao hiền quá. Trời ơi, nó chạy nó tông rồi bạn ơi, bạn cứu tôi. Tôi thấy chuyện này không có cảm nhận được cái xe á bạn. Không cảm nhận được cái xe nó. Chạy hổ cũng nói, mình chạy hiền cũng nói là sao. Ê kẹt xe nha mấy đứa. Ê, xe mình có xi nhan chạy nè, đẹp các bạn, độ lên chỗ này nhìn nó đẹp. Được không vậy? Kẹt xe dữ vậy? Kẹt rồi, không đi được. Tình hình này mình có thể lắp vô mấy cái dàn xe máy này được nè. Nhưng mà qua đây nó lại kẹt nữa rồi. Ê lù xuống luôn. Dũng có non các bạn, chạy được bạn, Dũng có non á. Ê kẹt tới cầu luôn kìa. Cắt cái đèn đỏ lẹ. Cắt cái xe đèn đỏ lẹ. Cắt luôn hả? Bạn ơi, ừ, để bạn ơi. Đó, mình đuổi ra kia bạn. Dũng nó ngon. Mà chạy đầu là chết rồi. Rồi, rồi. Đây có tai nạn, đây có tai nạn cho mấy xe nó tự làm luôn các bạn. Tai nạn giữa xe máy với lại xe con, xe đồ kéo phía dưới tông lên. Bây giờ nó kẹt một đống luôn rồi. Xe khách tụi mình phải luồn lách vậy đó. Chứ không gì đâu. Cái cam này nó ngược sao quá. Cái cam nó điêu lắm. Ừ, cái cam nó ngược ngược. Rõ ràng nó chiếu góc bên này nhưng mà kiểu nó bị đảo ngược lại giống như mấy cái cam chụp hình selfie á bạn. Giống 1, 2, 3 sọt bữa của thằng ai hả? Đây trạm thu phí Quân Hậu hả? Lẹ bạn ơi, thu phí tự động bạn. Ủa tiền tốn tiền bạn. đi cái gậy nó không mở cái gậy ơi. Ủa vậy ơi. Mở đâu mà bên tao nó chưa mở. Mở rồi. Ê nó xạo kìa. Đâu bên tao nó đóng liền. Ơ nó xạo kìa. Ôi trời ơi, trên này cũng mở nó. Lẹ nó lẹ lẹ. Tôi đừng có tông. Nãy tự nhiên nó mở rồi nó đóng lại bạn. Mà tôi chạy. Tôi hắt là tôi chạy xiên được. Qua luôn. Cái gì thôi này dao đi điêu các bạn ơi. Lạ, rõ ràng là cái đường đó có thể đi được mà nó trả tiền xong cái nó dừng lại. Đường tránh lệ thủy. Tránh cô lệ thủy. Gì vậy dạ? Tao lấy lá sầu riêng tao chỏi bỏ mè. Ai mua sầu riêng. Nếu mà cái góc lái xe, cái góc mà xe khách mình thích đó là mình thích cái kiểu góc này nè các bạn. Cái cây gần tôi nằm ở giữa nó đẹp. Đó, ê, mình lộn nút, lúc nào mới nút. Này đỡ nút cho nên chưa quen. Đó, cây gạt mưa cái này nó đẹp, nó sao ta. Mình thích cái kiểu này cực kỳ luôn. Cái xe nó hơi, bùng vơ, nó nhúng đã ghê. Nó sẽ nhúng vậy. Gì bạn? Chết rồi bạn này. Trời bạn ơi, tôi kinh nghiệm lái xe lâu năm. Ủa? Bạn ơi. Chứ không phải nãy mới ăn hết cái hả? Có nào?
ngược lại tôi đâu. Xe kia chạy ngon người ta. Nó im ru à, không có cảm giác gì các bạn. Nó đẹp không? Ừ. Bà mẹ này mà. Cái led. Tôi tính ra là tôi đang đạp hết da luôn á, đít tôi nó đen thui luôn, khói nó ra luôn rồi, vừa không nổi ta. Tôi xe điện bạn ơi, sao vượt lại. Xe điện hay xe điên? Xe điện. Không, vừa không nổi bạn ơi. Đạp dữ quá, con kia nó cũng đạp, nó không nhường mình, đạp dữ quá. Đó. Đúng là tháng 7 lái xe. Chiếm chuyện trí em ghê à. Cái này có cung chưa? Bạn ơi, trời ơi, có trái cây mà, có gì trái cây trong xe mà. Không có ba cái bơm trái cây mà. Tháng này đi đâu đó, đi con mấy cung nè. Lên á. Không có, không có. Con này nó chạy nó kỳ kỳ mà ơi, nó chạy nó lạnh lạnh mày ơi. Bạn quá đáng lắm rồi. Có đâu bạn. Mấy con này nó chạy nó cố tình nó đợi em qua kiếm chuyện mình nè các bạn. Chạy nó né vô xong rồi cái mình lên cái giờ nó vượt. Thôi nó tấp vô cái nè. Nghi lắm. Ồ, nghi lắm mà. Ai da. Trời ơi, tao luôn mới chơi. Ở chơi con Huracan rồi. Rồi, xấu rồi, xấu rồi. Các bạn thấy mình tắp mượt không? Hãy dậy chứ. Trời ơi, chơi Huracan rồi. Sao? Qua nghe. Nó xin nhanh đi chứ. Ủa sao Huracan vô lề chị? Bà hút rồi. Ai thằng quả mút lại nữa nha. Nào, bé, quả công. Tại vì nó có con màu đỏ rồi chị. Ông Duy á, ông vô cái con đó nó phanh lại. Cái này tính ra là người ta vượt có khoảng cách các bạn. Còn có mấy người kia người ta vượt bám đít theo. Bởi vì mình thấy từ xa Dũng mà mình tấp vô trước rồi. Tài xế có kinh nghiệm là vậy chứ đâu phải như mấy cái tài xế mà hả. Nghiệp đó con. Bị ba hết lần chưa sợ. Ba. Không được thì vô chứ gì đâu lo đúng không. À, bây giờ mình sẽ quẹo trái Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng quốc lộ 1A. Ôi cái gì vậy quẹo nhau. Trời ơi. Cái gì vừa mấy hút mình thôi vậy. Đáng sợ. Trời ơi mình sắp về Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thấy con xe vượt An Giang nha. Đó. Nó ra là ra đường ngoài là phải ra lên ngoài. Ra đường mà nó ra lên ngoài. Mấy này phải né trước các bạn. Nó định bên trong cái nó nói nghe mày. Không chỉ đúng rồi đi lên ngoài. Đi lên ngoài. Cái cam này như có như không vậy hả? Cam lỡm. Cam lỡm rồi. À, tính ra con này, cái góc này mình ngồi á, mình nhìn vô lăng với lại cái bảng đồng hồ mình không có thấy được cái đèn xi nhan mình ở đâu luôn. Cho nên nãy giờ nhìn lúc mình không biết mình đang bật mình quên luôn các bạn. Bolero hay quá. Nghe không anh? Không, nghe mình đi, hay nghe mình đi. Có ai mua à? Sầu riêng. Để chút nữa tôi mở nhạc. Rồi crash game luôn các bạn ơi. Crash game. Rồi đi tiếp nha các bạn. Lúc nãy nghe tới đoạn người ta hát bán sầu riêng vậy đó. Cái crash game luôn các bạn. Hát dở quá nó vậy á. Bán sầu riêng. Rồi xe máy ơi. Trời ơi mình chạy. Mình né vô đi. Làng này làng. Làng cô hồn chạy. Ê làng xe khách chạy nha. Nói vậy là không đúng nha mày. Đó nè nó trời ơi tống ba kìa. Kẹp ba mà chạy vậy đó. Cô ơi đạp cô ơi. Em nhẹ chân ga. Không anh nhẹ chân ga mà. Nghĩ về mẹ em nhẹ chân ga. Tháo lò xo ra là chân ga nó nhẹ em ấy tính ra tháo lò xo ra chân ga nó sẽ nguyên quả pháo luôn kìa. Cụ ơi chạy xe mà chạy lo đi vào pháo mày bắt tự nhiên nghĩ về bộ em với thằng khác em dặn chân ga ấy lộ em đạp hết chân ga dặn chân ga luôn dặn chân ga cụ à em báo lắm á cụ tính ra là xe ngáo giống xe mình nhưng mà là logo của Thaco các bạn cùng mình là logo Hyundai. Đúng không? Chạy ngu chạy hết đi. Mày đi. Con trong lề mới là nguy hiểm mà. Ủa, con trong lề đâu ra vậy?
Thì con Hương Trong Lệ đẹp quá lắm. Con không biết nó nghĩa. Nó im re mà nó chạy, nó chạy thông thông với ngáo luôn á. Đuôi đuôi với ngáo nãy giờ mà. Dài là mình có đu theo tụi nó. Anh không thấy luôn á. Rồi nó thật với ruộng em ơi. Nó cho mạng lá đu đủ đó con. Em con. Chạy sao dữ. Để sao sầu riêng em không ăn mà em lại đi ăn cỏ vậy. Ừ, biết nữa. Để tao kiếm bài nào cỏ tao hát cho mày nghe. Em đi chơi. Thôi 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 thôi, đừng hát nữa, đừng hát nữa, nó văn game nữa bây giờ. Hát thì dở, không khói hát đâu à. Hát với ai? Hả? Để xe bật xi nhan. Đang bật để vượt, đường đông quá chưa vượt được. Được đâu mà. Từ từ, anh vượt cho em coi. Bạn ơi, bạn cứu tôi với. Cù này nó đen chịu quá. Ở đi dường được đâu rồi chưa? Mày nó nhìn gương nè. Mày không dạ. Nhìn gương nè. Nào mới quýnh mối gương kìa. Đấy có con sen kia nó bị gì kìa. Con sen kia nó giật ẩu nó lùi kìa. Nó giật ẩu nó lùi kìa. Anh là bạn thứ hai anh. Không, anh vô rồi. Ủa, anh vượt vượt nhưng mà anh đâu lùi đâu. Anh đâu có vượt ẩu đâu, anh vượt đủ điều kiện quan sát. Thằng Dũng đi ngược chiều nó tông xe máy kìa. Quá dưới mới là vượt ẩu á chứ mình trên này mình chạy đàng hoàng lắm mấy bạn ơi. Nghĩ á. Cầu Hiền Lương 2. Cầu Hiền Lương. À, cầu Hiền Lương có sự tính thủy. Đường nay xe đông quá tao ơi. Vô lễ. Anh chuẩn bị vô nha cậu ơi. Vừa được không? À, không đụng chớn rồi. Sao đang chớn rồi? Nhiều con đít màu trắng vậy. Hai con chứ gì? Ba con chứ ba con. Ba con. Ờ, anh ngáo chứ gì? Quà. Thằng nào đó tông xe máy khai mau. Chị, ủa giờ bạn mới tới chứ xe máy hả bạn? Chứ nó chạy thấy. Xe máy là tự té. Xe máy. Làm gì tự té? Không, xe máy mà nằm bên chiều bên kia là nãy Dũng á. Đó, là tự giữ chưa giật, đép. Thì nó tự té, nhưng mà Dũng tông. Hay vậy quá. Đúng rồi, ngay ngược cái thạch anh luôn. Ừ, tính ra tự té mà tông nó là mấy nói chuyện kiểu gì đó nè. Ừ, giống anh á. Vượt đi. Thấy mày lên rồi, vượt đi. Chạy, đúng rồi, đóng khách tại trạm, chạy khách tại viện. Ở sau lưng mình nó sau lưng mình chuyển mưa mây nó đen đuôi các bạn, trước là mây trắng sáng luôn. Đường gạt hư rồi nha, không có mưa nha. Đấy, sao xe bạn đời mới mà hư cần gạt vậy bạn? Đó, đó đầu ông ơi. Gạt bằng tay ông nè. Rồi tới thành phố Đông Hà rồi. Mấy này nó vừa còn nó không có kèn gì trơn, không biết được gì hết trơn á. Nó tín hiệu gì trơn. Ừ, không có tín hiệu, không có gì hết trơn. Tôi vừa kêu sở chỉ nè, rồi một con nó luồn vô trong lề rồi, rồi rồi hai con nè. Hả? Tôi vừa tôi kèn thì ông cũng nói, mà vừa không kèn thì ông cũng nói. Ủa vừa kèn có nói gì đâu, anh chưa hề nói gì với em luôn em. Hồi nãy ông kêu qua đi, anh rồi đó chị. Em chịu phải luôn. Cái lẽ quá. Rồi đèn đỏ luôn. Rồi ok, tắt một kia luôn đi. Rồi đèn xanh đi luôn, đi luôn em ơi, đi luôn em ơi, đi luôn, đi luôn. Đi luôn em ơi. Thấy có con xe nữa, nó đang. Châu ơi, quà ơi, mày giết nó rồi. Chị Châu lên rồi, chị Châu lên phía rồi. Vô thành phố nha, vô khu dân cư nha. Công an phía trước nha, có kèn đi. Quà cái mày. Chạy vậy đó bạn ơi. Chạy ghê quá à. Từ bạn tôi thấy bạn sau lưng tôi cho bạn, từ bạn. Bạn cho tôi xe chuyển luôn kiếm đi bạn ơi. Từ tôi vừa xe lại cái. Tà mẹ con xe con. Xe con chuyển làng đúng không? Ừ. Nó chạy rồi trời. Chuyển làng ghê lắm bạn ơi. Đường thoáng không ngáo? Đường không ngáo? Hả? Không anh ơi, có cơn gây trước mà em phát chủ. Đi giống mà luôn. Anh thấy mẹ đi thoáng lắm luôn em.
Trời ơi, nó quẹo bên cái xe nó nghiêng kìa trời đất ơi, khách ơi. Khách ơi, qua bên xe em đi nè khách ơi. Điểm kia có ngày. Đây con xe con nó cố tình. Con xe con nó cố tình. Cái con màu xám đúng không? Không, cái con riêng này ngáo nó vừa. Cố tình chơi mình các bạn. Anh ơi, không cần sao lộ tới. Ngáo. Ủa là em đang ở đâu vậy đếp? Ôi trời đất ơi. Nó chạy dưới. Mình cảm thấy nó né kìa. Ê đếp tính ra em với cụ cùng xe khác màu xíu thôi. Nhưng mà cùng cái kiểu hình dáng tem được cái thứ em cẩn thận á. Lẹ Di ơi, lẹ Di ơi, nói đuôi hoàng rồi Di ơi. Thôi bạn ơi, đi lẹ đếp. Ủa. Nói đuôi ba người được mà. Trời ơi, nói đuôi nguyên hàng luôn á, chứ nói gì nói đuôi ba người. Rồi đi 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 đi. Đi đi quả. Quỷ cụ. Thiệt luôn á. Ê cụ, chung. Trời ơi. Đúng cụ, cô. Kêu chúng này nó lì ghê luôn đó. Quý cụ thắng nè. Ê cụ khánh thịnh. Quay. Trời ơi cái cây nó kẹt. Rồi cây này đền nhiêu giờ mọi người? Cái cây đó đền 200 triệu luôn á. Gì mắc vậy? 200 triệu 5 triệu lấy không? Không, 200 triệu không bị kiện á. Cụ nó cố tình nó chơi thắng thắng lại chứ. Được, được lắm. Cha làm gì vậy? Trời ơi, vô bắt xe kìa. Gì ai bắt xe? Nè. Tắp vô, chở liền em. Bắt xe nè, đánh chán. Xe còn chỗ, chở đi xe anh full rồi, xe anh giờ chỉ có ngồi ghế súp thôi à. Hôm nay không đem ghế súp nữa. Tại giờ này công an kiểm tra nhiều quá cho nên là không có dám đem ghế súp nữa, khách ngồi. Thắng mất câu khách cắm đầu tới kính luôn. Các bạn tưởng tượng nha. Để các bạn tưởng tượng bây giờ là khách ngồi hàng ghế súp ở giữa đúng không? Xong mình đang chạy mình vượt ổ hơi gì đó cái mình thắng gấp cái. Ôi quá trời xe kiểm tra luôn rồi, có xe khách luôn rồi. Mình thắng gấp cái chắc khách bay từ đây bay tới kính thì luôn á các bạn. Đâu, khách bay tới ngồi kế bên mình luôn anh. Xong mình quay mình hỏi xuống đâu anh để em tắp vô. Cầu thập hãng. À ô. Cầu này bắt qua sông thập hãng đúng không? Cầu này nhiều chú mà. Ông nãy hà. Mốt mình xịt bánh xe cù được không? Chạy ghê không? Nó chạy cố tình. Bạn tháo giùm tôi 4 bánh, không 6 bánh như quả ra. Thằng em tôi nó đợi tôi. Cái thằng cũ lên cái nó chơi tôi nó đè tôi. Coi có được không? Đưa quà. Đưa anh. Để đi anh. Đang chạy nè. Chạy đi quà. Khách ơi. Dịnh. Có anh nào mà ngồi kế chị nào mà chuẩn bị tỏ tình thì giúp bọn nắm tay đi chứ thôi nè, chuyến xe cuối cùng đó mấy anh chị ơi. Ê Dũng ơi. Chạy. Đâu nó lái chi vô đậu đó. Trời nó dính xà nẹo rồi các bạn. Ê cầu này cầu gì vậy? Đi mà không đi. Quá. Tức là cái đó là cái tội quân Dũng á, cái tội mà chạy mà không chạy nhanh nhanh, ta mới tí kẹn nó vậy rồi mà còn chạy bò lôi nguyên đạn luôn. Gặp mẹ nó rồi, gặp nhường chứ gì. Ơi vậy ta bắn kẹn từ xa rồi. Gặp thì né không thì thắng lại, còn không thì đạp luôn qua luôn đi. Cầu vượt đường gì? Đường sắt hả? Hình như là cầu vượt đường sắt á. Bạn ơi chân kẹt xe bạn ơi. Đúng rồi, cầu vượt đường sắt nè các bạn. Đúng rồi, ok. Đường trên đông xe nha. Đặt hấp đi hồi vô mỏ à. Quý cụ trẻ em vậy. Tính quản trị có quả cầu từ có qua sông Thạch Hãn là nó tiến rồi. Bởi vì mấy xe màu xanh nó chạy lá lắm các bạn. Nói vậy là mất quan điểm. Để có luôn. Cái gì à? Cứu em. Ông thấy đúng không? Dũng. Dũng làm gì em? Quán cơm gì Thành ăn cơm mọi người, khách có đói bụng không? Không đói bụng không? Không, bây giờ nó no rồi bạn. Cái xe tải dừng lại. Xe tải dừng lại là tôi chơi nguyên xe tải. Ừ anh thấy rồi, tại vì lúc đó là anh tính chuyển qua lại con này. Cái anh thấy ngáo cho nó thắng, cái anh về lại làng anh là anh thấy ngó gương là em đang chạy nhanh lắm. Xong rồi em đi làng trong vừa lách đang á, nguyên xe tải. Thắng cấm đầu luôn, thắng không kịp.
nó đổ thường cù, trong khi đó cù đằng sau á. Anh thấy hết, không. Anh thấy hết. Cái đó để mọi người anh có video hết. Mọi người phán xử xem là ai đúng hay sai. Tiếp tới xe. Ủa cái xe là sao à? Anh để đi. Đừng ở dưới. Anh cùng nó đang chạy trong lề. Cái nó tay le ra giữa đường. Vô thành phố, vô thành phố. Đến Thừa Thiên Huế rồi. Yeah. Yeah. Quê nhà mày đó trả về rồi đó. Nói Thừa Thiên Huế này có quả một vị lộn ngon, xào me ngon lắm anh. Vị lộn xào me. À, gì Dương gì, Dương gì á? Ở Sài Gòn cũng có hay sao? Dương gì bị che, Dương gì vậy? Dương Minh Châu hả? Đường. À đường hả? Đường gì á, nhìn không kịp bạn ơi. À, ai đi sao đọc nữa ơi, đường gì? Ở đây mình có cái vòng xoay nhưng mà do map tới đây hết rồi các bạn ơi, các bạn. Và nó đập cụ trời, trời. Đường gì kìa. Dạ, cụ hồi lũi vô luôn á em. Đường tránh thành phố Huế. À đường tránh. Ủa xe con nó tạt đâu đâu kìa. Chịu đi bạn. Để xíu nha mấy anh, để xíu mấy anh ơi. Bên ông nào bên, nào bên. Không nạn nào bên. Trời, có chút xíu à, mà phải đặt binh binh. Anh giết, thằng nào thằng đép đúng không? Thằng đép đúng không? Sao vậy đép mọi người? Người ta làm em la làng vậy, xem làm tôi im ra em cười vậy hả? Bắt mới mà thần vừa, dừng lại mày. Được vô mà nó vừa không. Ê, cái bãi gì vậy, bãi gì vậy? Tôi không cần đề ba luôn. À, đường đường sân bay. Đường bay, đường hay xảy ra tai nạn, đường sân bay luôn. Mình quan ngại với khả năng đọc hiểu của mấy tài xế xe khách kia quá à. Chết cha ra con luôn rồi bạn ơi. Rồi đoạn đường hay xảy ra tai nạn mà đọc thành đường sân bay. Cất cánh đi. Mà thằng đéo kia, mày đền tiền mày. Trả cho cố vô mà tông. Cái thằng cô nó đền trước đi rồi tôi đền trước. Vụt cho ổ nha, con xe màu xanh trắng nè. Dạ, mình vụt trời ơi, trời ơi. Anh làm như anh từ bi lắm vậy. Trời, anh chạy nãy giờ không có bị sự cố em hiểu không? Cười nhẹ. Anh từ bi chỉ xả. Có một phần. Độ chì giúp con. Nè nó đó, vườn đó đó. Chạy ngoài đường con mới được an toàn. Họ đã phải quyền cho chết con. Anh ơi đừng vô, chạy ngoài đi. Ảo phải vô, có xe. Chạy vô ơi, chạy vô. Chạy lẹ, trời ơi, sao mày có xe mẹ đôi tao tiền. Mày dễ không? Ủa ngủ à, có mắt thấy đi, không ai vượt nó đuôi vậy chân bạn mất tầm nhìn mà hiểu không? Lực có dài mà hiểu không? Cởi lực, chạy không có cần lực. Ok. Rồi, tai nạn à, xe máy, xe con à. Cái này đụng không? Không, không biết, cái xe nằm đó chứ ai biết được. Ngáo đụng. Nhưng mà nhưng mà biết sao nếu mà có tai nạn là chắc chắn là con xe màu xanh đó. Biến quen. Cậu gì, cậu Tuấn hay là cậu Tuấn hay là cậu gì? Cậu Tuấn. Tuấn Khải. Vậy là cái ông xây nên cái cầu này Tuấn Tuấn. Ông đầu tư không? Đúng rồi, ông đầu tư. Một cao ha. Chào anh. Mình thấy được cháu mình tính ra vừa cái mình thấy quả tóc ra là mình thấy nghi rồi. Tôi xém thì nó tôi nhai bữa mồm à. Nhắc gì tới con bướm tôi vậy? Nhắc gì tới con bướm xe tôi vậy? Trời, con bướm bạn bạn. Thằng nào mới cười? Thằng Dũng. Ê, thằng nào vậy? Mấy. Người đâu đó, thì mấy ra vậy. Mình mới vô đây mà mình ngó, biết sao là mình chứ nó có chuyện luôn các bạn. Dạ đừng sao anh á. Cái nhìn cái đứt xe anh xong cái tự nhiên có xe bay trên rồi. Anh quay qua anh nhìn á, anh coi em với Blue đáng đâu. Vừa quay qua lại cái xe nó bay lên trời. Tôi đang chạy thấy xe bay cao lắm bạn. Bao nhiêu chiều kịch chối vậy?
xuống đồng vô ta. Cũng được anh ơi. Nãy giờ tôi bỏ xét với anh em tôi nhớ đúng quá. Rồi chuẩn bị tới. Thôi nó cứng quá bỏ đi. Trời ơi xe máy nó lì kìa. Dạ. Trời ơi. Xe máy lì thiệt chứ. Đó anh trai kia cho anh chạy, anh không vô anh cách anh. Anh thắng cấp cái còn phía sau nó thắng cấp theo luôn. Cái quần què gì anh Dũng hết. Ủa vô lì vậy nè. Xe xuống nha lộn. Nháo rồi. Dũng rồi tới tao. Ủa em cán xe khách nó. Dạ nó cứng luôn. Đi xe khách là tao đó. Tao đó. Còn cán nữa. Cán xe khách. Thì đúng không xe khách là tao. Dì Ngáo chạy tấp vô cho khách đi vệ sinh đó Ngáo. Có bạn cho khách ối bạn. Mà nghĩ là cho khách xuống khách đổi xe mới chứ ối gì tầm này nữa. Đi vậy tao mất hết vé hết. Vậy bắt mấy xe như mình chạy đàng hoàng không chịu đâu. Bắt mấy xe đó ham vé rẻ vô. Mà vé mấy xe kia có rẻ đâu. Mấy xe kia mắc tục đâu vậy chứ. Mới City nữa mới gớm chứ. Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Ok đi tiếp. Có khách nào đi đái đâu, tài xế đi đái. Giờ nó hết cửa đi đái mà. Huế City, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Ôi cậu ơi. Ủa đâu ra vậy? Phải quá. Phải. Đâu mình đâu có đi vô thành phố Huế đâu. Em ngồi em nhìn cái biển ra buổi đi. Đào thắng nhé. Gì vậy? Nếu mà mình đi thẳng là mình sẽ vào... Không bạn, đi thẳng ra khỏi map bạn. Ở đây hết map rồi. Hết rồi hả? Không, đi thẳng, đó có đi vô được. Đâu thẳng vô cả. Trong thành phố Huế được có mấy cái bến xe hay gì á. Còn đi đường này là mình sẽ đi quốc lộ 1A, một hồi mình sẽ đi hình như cơ tốc hầm Hải Vân các bạn. Hải Vân. Đó, vô trạm rồi đó. Tôi thấy ai bị mắc ở chỗ kia. Anh hứa của tao. Em nhường cho anh xe con. Biết nhường không mà anh nào mới tâm đất rồi đó. Thằng nào Dũng. Dũng. Dũng ơi mày chạy xe mày tắt mày đóng cái cửa gì được. Phần ở đây kẹt quá các bạn. Không tôi nhìn qua gương thì tôi thấy mày mở cửa. Còn tôi nhìn thiệt thì không. Mày đóng. Nhìn thiệt có chơi vô nhìn thiệt nữa à. Xe này định chui mà không được. Bẹt con mơ ra ra. Gì vậy đó. Đừng có đi cái làng kia nha. Đi làng tự động á. Làng tự động vắng với làng kia đông lắm à. Anh thấy xếp hàng phải có 7-8 chiếc á. Ủa tại sao cảnh sát giao thông vẫn phải trả tại nghiệp anh xe máy quá. Tại nghiệp anh xe máy quá. Đấy, mẹ, chạy lên thang xe. Kiểu như chơi bầu rùi mũi nó té ở đây vậy. Ờ đúng chơi con trâu luôn nè các bạn. Hình con trâu nè, con xe màu xanh hình con trâu vậy. Vậy con màu trắng là con bò. Chửi mày chửi chị em mình cho bò rồi mày. Ủa gì đâu vậy. Ê, không tông nha, không tông nha. Báo ngay cho mày. Cục trường hả. Bạn nói chị láo lắm bạn. Bạn khác giả đâu. Ông nó hiếp từ trước á. Chắc gì á. Hiếp cái gì mới ăn hiếp này à. Có chạy lên kịp đâu mà hiếp. Được thì chưa đi. Thiệt luôn á. Đúng bạn Hàng. Chạy thôi nhường bạn á bạn. Đúng lại nó đại. Nay xe này nó không có cái rèm che nắng. Các bạn cao quá kéo không được xuống nắng trúi quá. Tôi thấy là tôi đập cái đít của tôi vô đầu dữ. Thôi xong rồi rồi, tôi chuẩn bị lên chiến chỗ cố. Lên luôn rồi, lên luôn rồi. Nhường cho em đó. Ủa tôi nhường cho em không đi hả? Thôi. Phụ lòng tôi. Ấy da. Tại biết sao nó bật. Nó như mất một cái gì dĩa xà bần á. Thắng của hơi thắng rồi. Thắng của nó kéo chậm chậm một vậy. Đạp cái dính liền. Nhìn Ở trước đầu xe có cái bảng 70 nè. Là em múc cái bảng ra hả quà? Đúng rồi á. Đó em. Chụp quá đâu gì. Ủa đây cái gì mà đông dữ vậy?
Không, bạn tôi thấy xe bạn ơi. Trời ơi, tôi chở bạn lắm bạn ơi. Nãy giờ tôi không bị tai nạn gì chứ bạn ơi. Xe tôi là xe VIP, tài xế VIP bạn. Tôi đi, tôi lọt hén đi. Gì thôi xong tôi rồi. Đọc cái đứa. Cái này mình không? Đàng hoàng quá hả bạn ha. Không? Nhàng ghê không, vậy. Không, nó lạng quá, lạng lạng. Thằng bà nó uống sữa. Hút vô xe cho sữa hả? Em chậu luôn pin 5 mil. Tính là bình sữa đâu chịu, quất nguyên bồn sữa mới cầu chịu. Cầu vượt đường sắt. Đúng rồi. Cái đó. Ba cái rồi, cái này cái cậu của ba rồi. Ủa? Dạ. Ừ, lúc đầu có một cầu rồi. Trời, dâm ba cái đường sắt. Qua đi đâu em? Đi chơi. Lên hậu. Sao lúc nào tôi cũng đang đi đích. Cái gì lên hậu. Anh ơi. Qua kìa. Đi chơi kìa bạn. Chạy bố hai này, dính lại. Ủa, hèn gì nữa, tao nghe nó kêu dâm ba cái đường sắt. Hèn gì. Nhìn nó không à. À đúng rồi, biết sao xe quà nó không chở khách rồi các bạn. Khách ở bên kia là phải ở một cái tầm cao, một cương vị mới, một cái tầm cao mới thì mới được. Rồi mình chuẩn bị giá đi gì vào vậy? Hầm nha các bạn, hầm thấy không? Em hú hiêm. Hiêm. Biết tại sao ở một tầm cao mới không? Tại chân của người chạm đất đâu. Thì đúng rồi, cao rồi đó. Hầm này trước tao đi nó đuổi tao nè. Ai muốn đuổi bạn? Mày chạy xe máy vô. Nó đường xe máy kìa. Ủa chưa, cái này là hầm Phước Tương. Ủa cái này mới là hầm một hầm hầm hả? Hầm nhỏ, chưa lộn. Bởi vậy nó đi đầu mà nó hùa, không biết coi đường nữa, xe màu xanh này. Cái gì vậy bạn ơi, sao nó tông nó bạn ơi chứ. Tôi thắng từ xa bạn ơi. Làm sao mà tôi biết ở đằng trước, bị vậy. Bạn có tình mà thắng á chứ bị gì. Gì đó. Bây giờ em nhớ nó. Thấy xe anh đích đỏ thì em phải đỏ theo chứ. Em đổ được thì em đổ lại tiền, đưa tiền đây. Có tiền ra nè nghe. Đổ tôi vô đít anh rồi. Không, đổ tiền ra đây. Nó quất cái con gì quên rồi đẹp. Tôi nhà con bướm không à? Ờ, nhà em bướm không à? Cuối cùng thì lại nào đi sau lưng tao đừng nhai. Bạn vô tôi cũng ở vườn chứ bạn. Để đi bạn. Bạn ơi, vô bạn ơi. Vô lẹ bạn ơi. Ơ, con quỷ nó tóc đầu con xe công kìa. Nếu mà mình có trớn á là ngon rồi các bạn. Mà mình không có trớn. Vô rồi, ông không con xe kia nó phải đi qua, con xe này nó có trớn nó đi luôn thì mình tấp vô ngon rồi, mình tấp vô mình vô khoảng cách rồi. Đó tới thì mình đép nữa bởi vậy mình chạy sao á. Nãy bạn đối xử với tôi sao giờ tôi đối xử giống vậy bạn. Quỷ cùng sao cũng vậy. Lẹ đép ơi, lẹ. Đúng rồi. Rướng qua rồi lẹ cho xe công đi anh Công ơi. Ở vậy gửi luôn đó vậy. Ngáo. Tôi xem có cái sừng như ngáo. Ủa nãy giờ mà anh không biết hả? Không, giờ mới thấy. Nãy giờ là cái gì nó vậy? Cái gì vậy? Cụ hút xe con á anh. Không. Con xe công nó quất cái đít, tự nhiên nó quất cái đít qua đây nè. Vậy là do xe công. Ngáo với Dũng có thấy không? Em thấy mà, em thấy luôn nè. Em nhìn thấy. Ý ở trên kia là đèo rồi kìa. Lùi. Đợi hai anh đó thương lượng nhau đi chứ tự nhiên anh quất nguyên đường nghe rồi anh chạy được không anh xe công màu đỏ. Tụi đứng mấy đứa ơi. Xe máy nó tràn trấn tâm lý. Mệt quá. Lưu cổ. Gặp ông lương hai bên nữa là sao quá. Vừa phải thôi nhau à. Đợi đi các bạn. Báo thiệt chứ. Anh chụp mà. Trời ơi con xe này chở bờ. Vô đây mình bò trong đó mình nó sang chấn tâm lý hết rồi. Mình phong tỏa hầm lại. Anh nghĩ là con bò cho nó đang dồn với nhau rồi đó. Mình có kẹt nha. Ngáo. Rồi để xíu tiên tấp vô cho mấy em vượt. Để xíu. Cầm dao à. Dạ. Để tôi vượt con xe bò này cái. Để xem nó lúng lên lúng xuống đi. Mình lùi chó lẹ à. Dập được. Ôi lùi chó lẹ. Mấy chuyện nó làm gì vậy ta? Chẳng làm hay gì á. Như vậy. Ai làm gì tao là không. Như vậy á. Tụi tao không có làm quá cho mày á. Chị em phải chặn hầm kìa. Ờ có xe máy té ở bên đường nha. Ờ kẹt xe rồi. Ủa
không chơi vậy luôn á quà. Mày hầm nhỏ à. Rồi hung khí, hung khí. Hung khí. Hung khí. Giờ bởi vì bên kia kẹt quá trời luôn các bạn. Sao xe tao chạy. Chạy rồi, hai dèo lẹ rồi. Ừ, để xe chạy đi. Vậy ra đi rồi tán cái đít vô cái con lươn đi. Ô tao chạy xịn lắm ông ơi. Đi bà ơi, đi, đi, chị đỡ em vậy. Đi. Chết rồi, chết. Dính rồi. Kẹt nữa rồi mấy con báo, hai con báo này thiệt chứ. Ai? Con báo xanh. Ơ, anh, chờ đấy coi anh ơi, anh lùi chết tôi rồi. Tao mệt lắm rồi. Nếu hay là chị em mày báo á. Wow. Cũng liên quan nha, tại quyền nha. Hôm nay chạy 30 thôi nha. Rồi. Ờ tính ra để ở ngoài là 50 luôn á. Hầm Phú Gia hả? 50 Phú Gia. Mở đèn đó nha, mở đèn đó nha. Không, cần mở đèn bạn. Cuộc đời tôi muốn mở mở đèn sáng ra hết trơn á. Hồi nãy hình như mình hút cái bản cấp dược rồi. Xong mình mở đèn rồi nè. Nếu mà đúng cái bản cấp dược rồi. Trời ơi. Cái hầm mới gì? Cái hầm có một chiều mà mới đi ngược chiều hả? Cái con màu trắng kia. Yeah. À, khách ơi, mình lấy điện thoại mình quay lại mình em thằng nữa nha, gửi lên trên bộ cái giờ không điện thoại này nó chạy nó bỏ lương tâm ở đâu rồi, lương tâm chó tha ở đâu rồi không biết nữa. Rồi giờ kẹt xe luôn. Kẹt xe luôn rồi, mấy con báo này tụi bay nghĩ cho bản thân không mà không nghĩ cho người khác, sống chỉ biết cho mình thôi à. Bởi họ thanh tụi bay tao quýnh mày á. Chết nó chạy bạn ơi, kẹt luôn rồi. Ủa bạn mới trước mặt tôi hả bạn? Cái con hàng luôn ơi. Cái con báo này. Báo là báo giỏi không có làm bước gì hết trơn á. Ê đi 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 đi. Hết 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 kẹt rồi. Em ông Duy á. Báo. Ủa quên nhận thông tay. Hả? Nãy tôi ngồi đi nhận bước xe. Sống mà chỉ biết nghĩ cho bản thân, không biết nghĩ cho người khác. Đúng rồi. Gây nguy hiểm cho biết bao nhiêu khách ngồi trên xe. Xe nó không có khách bạn ơi. Ngày xưa không có xe phía sau đu theo có khách bạn, cái con màu đầu đi màu trắng đi đầu rồi còn không có khách nhưng mà con phía sau đu theo nó khách bạn. Nói hai tụi bay nghiệp nữa nha. Này để tôi dạy bài học bạn. Cái người chạy đầu á. Đừng tôi dạy bài học con bạn. Mày bố lao. Rồi bạn dạy xong rồi bạn vô cho tôi vượt các bạn ơi. Bạn ơi nó cho tôi vô rồi ơi. Để bạn ơi. Ôi, vô đi. Không quên đá xin nha. Bạn thôi vô bạn. Vô. Xe. Ê, đường ở đây có ai thấy nó hơi lởm chởm không? Lỗ quá rồi. Gì mày? Có kẻ. Màu xanh này nó bị gì á? Tại thằng kia kìa, nó không chạy nữa, bạn hiểu không? Nó không chạy thì mình không chạy, cái gì đâu, mắc mớ gì bạn lượng. Hồng em tao nhường tao luôn cửa hồng em tao lúc. Nó khốn nạn như mấy thằng màu xanh. Ta đây có thằng màu xanh nha, tụi bay à. Xanh gì, xanh gì? Xanh dương chứ xanh lá. Bây giờ có bao nhiêu xanh này cứ tính hết đi, thêm màu trắng. Thêm màu viên. Tụi nói vậy thôi chứ, tôi biết chữ bạn đâu. Nói gì bạn đâu, tôi biết mà. Màu tối luôn hả? Ăn màu sáng hết rồi. Cái này là gì vậy? Cái này là gì? Sẽ nhúng đảo thị quá. Thị trấn. Thị trấn gì vậy? Kiếm động. Thị trấn Liên Khương. Láng co hay là làng co? Lăng cô. Láng cô. Chịu. Không có dấu mà chịu. Tiếng Việt mình phong phú lắm. Chứ phải đúng không giờ thông tin này là chín không giờ? Không biết chứ. Ủa mày nói gì đúng rồi vậy mày? Lăng cô đúng mà. Tôi nhớ mình có lăng cô gì vậy? Đấy cái bảng thì lo chạy đi. Cái bảng thì tôi thấy em muốn lủi bên kia luôn nữa. Chạy tối ngày nhìn bảng không à. Nhìn đường không nhìn. Các bạn khúc này nè các bạn. Mình nếu mà bạn nào mà đi đèo đèo Hải Vân á, các bạn sẽ đi bên phải này. Còn nếu mà các bạn đi hầm thì sẽ đi đường bên này. Thì đi hầm chỉ mất 6 cây thôi. Mà đi đèo thì 32 cây. Quy định chạy xe trong hầm tốc độ tối đa 70 km/h, khoảng cách tối thiểu 50 m, cấm vượt. Những loại xe không được vào hầm: xe chở xăng dầu chất dễ cháy, xe chở gia súc gia cầm, xe máy, xe thô sơ. Xe chở lựu đạn. Mở đâu?
Thả cái này. Mày giá thằng cu nó vừa kìa, trời ơi thằng này mai nó cấm không chạy chạy mới được. Giống giết hai con luôn. Làm cái chỗ vô hầm. Như pháp lái xe nó đi. Hơi bị đúng luôn. Trạm thu phí hầm Hải Vân. Ủa em làm gì có vàng. Mai tước xe khỏi vô chạy. Vô cái chỗ vô hầm hầm. Hơi bị chỗ. Sống nhìn đẹp vậy. Ủa giờ cầu mới giờ, giờ mới được thấy mới được đi mày. Hồi xưa là chỉ có cây cầu này, hồi xưa là có cây cầu. Ở đâu? Hồi xưa có mỗi chị trái à? Tới chị đi là nó làm gì có. Đâu, hồi xưa là chỉ có cái hầm hướng được thôi, còn cái hầm hướng xuôi chưa có. Đúng là mấy người ở đây người ta giải thích mới biết chứ mình có ở đây mình biết các bạn ha. Ừ. Quê người ta ở đây ta mới biết bạn. Quà ở Huế, quà trong tim mình có quà với Văn ở Huế. Ủa bạn ở Huế người bạn. Ta có ra người ta có rủ rê gì mình đâu có bởi vậy. Chán cái bò nó cũng không bao. Bởi vậy chán à. Đây đây là hầm Hải Vân phiên bản được cập nhật. Hai hầm hai bên nha các bạn. Hầm em ru. Hợp tác Việt Nhật. Lo đọc chữ. Lo đọc chữ xuống hướng kia bạn. Hồi đời thông hai mộ không nằm đó đó. Do là hầm này dài và khoảng cách đi nó cũng trong hầm nhiều cho nên là hầm này cấm xe máy, cấm mấy xe dễ cháy nổ rồi vì lỡ mà có sự cố một cái là không biết sao luôn á các bạn. Chết chuột. Hồi xưa có một cái hầm bên kia là mỗi người lên là coi như đứng đờ. À đứng đờ, đờ đó anh có đi. Rồi xưa mình có đi đây một lần là lúc mà mình chạy xe máy vô thì người ta sẽ kêu là không có được cho chạy, có cái biển lúc sau mới có cái biển rồi nó có một cái, tại vì trước cái lúc hầm này sẽ có một cái khu khu chở cái xe máy BOT á. À, không không khu chở xe máy có nghĩa là lên chất xe máy lên trên xe tải xong rồi mình mua vé rồi mình lên con xe 29 chỗ ta chở qua hầm. Đợt đó mình đi là lúc đi là mình đi đèo, lúc về là mình đi hầm thử cho biết. Lên xe nhỏ nhét đứng thấy bà luôn mà rất là nhiều mùi các bạn. Nhiều nhất là mùi mùi lát. Chán lắm. Đường này là tai nạn. Mua vé là ngày rồi mà nhỏ nhét quá trời luôn à. Không được ngồi còn không được này kia, không được ngắm cảnh. Mình tưởng là mình đi mình được ngắm cảnh, mình tính quay ai dè là đứng không. Đứng mà đứng. Quay có up clip đâu mà đặt. Ê nhưng mà tại không quay được thôi chứ nó quay được hết rồi bạn ơi. Hết à. Rồi thành phố Đà Nẵng. Nay cái đoạn hầm thì đi cái chút xíu vậy thôi. Các bạn còn đi đèo đi xa và lâu hơn nhiều. Các bạn trong tập sau mình sẽ đi đèo thử cho các bạn xem ha. Tập sau hứa hẹn sẽ cũng thú vị á. Đi biển thôi. 3 giờ sáng mình đi biển. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo vào trong thành phố Đà Nẵng. Đây 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 là cái chỗ. Đây là cái chỗ mà gửi xe máy nè các bạn đó. Mấy cái chiếc county đó là mấy cái chiếc chở, còn xe tải là chất xe máy lên. Mua vé mình không nhớ vé bao nhiêu, chất xe lên xong rồi đi. Là đợt mình chạy tới đây rồi. Mình nghe câu uống rượu bia không được lái xe nha. Mấy cái mới thì tôi đang không tôi gửi vô cho ông vậy. Hai biểu chạy là chạy lo nói chuyện. Đã lái rượu bia thì không được uống xe. Cái con quỷ màu xanh dương ơi kìa. Con nói làm gì con nói em ơi. Cái tới Đà Nẵng cậu, thôi. Cái mà mày thấy. Tới thành phố đáng sống. Đây 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 đây. Tại gì vậy đấy? Tiếp. Ủa thì có kêu dừng lại đâu? Thành phố Đà Nẵng. Cô phở, cô phở. Đúng rồi chị. Cô phở anh ơi. Rượu phở rồi béo sắm chút chị bướm ăn con rồi tôi ăn con bướm rồi gì ăn con bướm rồi rượu phở mọi người ơi từ từ vô cua quẹo thôi trời ơi con ngáo nó cua kìa. Ủa nghe mẹ luôn nghe mẹ gì trả sát cho đời tao chị ta cao lầu à thành phố Đà Nẵng thôi thôi. Rồi thấy con xe lụ. Màu xanh lá cây nó quẹo cái đít nó tán vô cây cột đèn nha. Ăn mười quẩn mà. Còn năm ôm. Không còn năm ôm đâu. Nam ô. Ủa năm ô. Ủa sao bên kia có con xe giống như xe bên mình mà nó cũng đậu nó chắn đường dữ vậy. Đẹp mới quất, đẹp mới quất à. Em mới báo con bướm đó đó. Hèn gì. Ủa tính sao đây xe được dừng đây luôn hả ta? Hai con đầu kéo thì không có bảng thì người ta dừng. Ủa nhảy. Hay sushi quá, con chó con kìa. Trời ơi, cái gì chơi chị thì đúng không? Đó.
Mày dạo này mày hư giống con bà lắm rồi. Tung sự nhiều để lấp vô lại luôn. Đèn chống lấp đèn. Chầu mày. Rồi chuẩn bị tới bến nha khách ơi. Mình có đồ, mình có tư trang, đồ mình dọn dọn, mình đem xuống xe giúp em nha. Ai mà quên là mất gánh chịu, em không chịu trách nhiệm đâu á. Muốn tôi kìa. Mày tụi hết vô chồng. Vậy chạy đi mỗi người lên đi. Cứ hay vậy ghê. Bây giờ mình sẽ quẹo vô bến xe các bạn. Mày non quá mày ơi. Ai mày tông ngu. Bến xe trung tâm thành phố lè lẻn. Yep. Mình đỏ rõ ràng mà. Bởi vậy đèn đỏ mà mình thông cảm mấy người mù mà em ơi. Ủa đèn nó hồng hả? Người ta mù người ta có thấy gì đâu mà thông cảm. Đèn nó hồng hả? Không. Ê tính ra là nếu mà người ta có bốn chân thì hai chân, một chân đạp gai, chân đạp cô, mà hai chân còn lại người ta sẽ làm gì? Đạp thắng. Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng cổng vào vô 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 rồi tới bến nha khách ơi. Rồi khách xuống đi máy bay về đi. Chảnh đâu chảnh hoài. Theo nguyên lý của bến xe An Sương á, mình đậu bên đây nè. Nhà ga trả khách vậy là mình sẽ đậu sát ở đây để mình trả khách. Xong rồi khách xuống rồi mình mới vô bến mình đậu các bạn. À, là sự ha chứ không phải như những chỗ khác thì dục đại khách tự đi bộ phía trên đậu dễ hơn, phía dưới này đậu sao khách không có. Ê thằng Hoài cái không dành chỗ mày. Sao mày dẫn chị điên đường hả đếp? Sao chị? Anh chưa vừa không? Anh muốn ghép ngang không? Để tôi anh muốn ghép ngang không cho anh ghép ngang. Ghép ngang đi mày. Vừa không? Vừa không? Vừa đây chờ ba ghép ngang này tới anh em tao lo. Nè ghép ngang. Trời. Trời ơi, ba ghép ngang. Nè tắt máy cái chưa biết là thi bằng lái xe khách không có cái trò ghép ngang. Không có ghép ngang. Ủa có không có lùi chuồng đâu, không có lùi chuồng đâu, có ghép ngang, có ghép ngang. Có. Lạnh lú thiệt chứ. Có. Vậy lỏng vụ mình. Trời. Anh hỏi người có bằng C rồi. À, vậy thôi chứ đòi sát không được đâu, mình phải tự nhích lên thôi các bạn. Em thấy thường mấy ông đó đâu có ghép ngang nhiều đâu anh. Ừ. Mấy ông còn đúc đít chứ đúc đầu vậy thôi. Đúng rồi. Thì xe khách tới bến thì thẳng vô thôi. Còn nếu mà đậu ngang á thì mấy ông cứ tấp ngang, tấp theo cái đít của thằng xe đằng trước không. Rồi. Đâu phải ghép ngang. Khách mình xuống xe nha. Chứ mọi người. Rồi. Hoàn công số, tiếp. Cài phanh tay. Mở cửa để kêu lơ mở cốp đồ lên. Đó, một chuyến hành trình có rất là nhiều điều không ổn nha, tự mấy anh kia nhưng mà thôi không sao. Mấy anh kia mấy món đừng đi nhà xe bên kia, đi nhà xe bên này đi mới bảo đảm an toàn tính mạng đi tới nơi về tới bến, chứ đi bên kia là đi tới nơi về tới viện đó. Coi như hôm nay tụi mình đã hoàn thành xong cái chuyến xe thì mình cũng sẽ tạm dừng cái video Tết 2 đây nha các bạn. Nếu các bạn thích cái series game Tết 2 này thì nhớ đăng ký cho mình nghe like video và share lại giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn các bạn video sau. Chào các bạn, bye bye. Và trong tập sau thì tụi mình sẽ đi một vòng khu này để đi khám phá và tham quan, thì các bạn sẽ đoán được tụi mình làm gì không? Tụi mình phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chào các bạn, bye bye, các bạn video sau.